Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SPTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật 20 tháng 10 năm 2024. Thì Phương Thúy xin gửi đến quý vị một vài hình ảnh về buổi lễ khánh thành tại Chùa Tâm Từ. Đã có hơn 300 chư tôn thiền đức tăng ni khắp nơi đã quang lâm về chùa và hoan hỷ cùng nhau các băng khánh thành. Các Phật tử khắp nơi từ Canada, Âu Châu và các tiểu bang cũng đã quy tụ về Tây Bắc mặt mừng cùng nhau tham dự. Bây giờ Phương Thủy xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh sau đây. Chư tôn thiền đức tăng ni nhị bồ, thưa tất cả quý vị Phật tử gần xa, thưa tất cả quý vị chính quyền địa phương cùng tất cả bạn hữu, hôm nay trong tiệc thanh bình của mùa thu ngày 20 tháng 10 năm 2024, chúng con xin được thay mặt cho bổn từ thành kính cung đón chư tôn thiền đức tăng già khắp mười phương đã thương tưởng đến đây để chứng minh giá trị hồ niệm cho buổi lễ khánh thành ngôi chùa Tâm Từ. Và chúng tôi cũng xin được đón chào tất cả mười phương Phật tử khắp nơi cùng hân hoan về đây để đón mừng ngày lễ trọng đại này của bổn từ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, 15 năm không phải là dài, 15 năm không phải là ngắn. Từ một mảnh đất hoang tàn đổ nát, với tâm nguyện thiết lập nên một đạo tràng trên cúng dường mười phương chư Phật và chư hiền thánh tăng lịch đại tổ sư để đền đáp thâm ân hóa độ và ân dưỡng dục giáo dưỡng của chư tôn đức tăng ni
đối với bản thân của chúng con, nhưng với một tâm nguyện, đó là làm sao có được một ngôi chùa để gìn giữ truyền thống văn hóa, đạo đức Phật giáo và dân tộc Việt Nam trên xứ người. Cho nên dù biết bao gian khổ, nhưng chúng con đã cố gắng làm hết sức để kiến tạo nên ngôi già lam này. Đến đây chúng con xin được cung thỉnh chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư và hiền tiền chư Tôn Đức Tăng già chứng minh cho tâm nguyện của chúng con. Chúng tôi cũng mong mỏi tất cả quý vị Phật tử, đây là ngôi chùa của Việt Nam, đây là ngôi chùa của dân tộc Việt Nam, và mong rằng quý vị cố gắng hướng dẫn cho con cháu gìn giữ ngôi chùa này để có thể còn lại trong cuộc đời này và gìn giữ giá trị văn hóa, để cho các em tìm lại nguồn gốc của mình, tìm lại con người Việt Nam và học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Tâm từ là trái tim của Đức Phật. Tâm từ là một tình đạo sâu xa. Tâm từ là một tình bạn thiêng liêng. Cho nên xin quý vị khi trở về chùa, trở về với tâm Phật của mình, để rồi nuôi dưỡng hạnh phúc an lạc cho cá nhân, cho gia đình và xã hội. Và đây là niềm khao khát của tất cả chúng tôi. Một lần nữa, chúng con xin được cung kính đón chào chư Tôn Đức Tăng già cùng thiền nam tín nữ Phật tử. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Đi chùa lễ khánh thành của Tâm Từ anh thấy nào? Anh đã xuống chùa này từ cái ngày mà mới mua đất. Anh đã theo để mà hỗ trợ thầy từ trong trên 10 năm nay rồi. Hôm nay anh rất là vui
khi cái chùa được hoàn thành. Trong cái thời gian trước khi hoàn thành, ngay cả trong cái thời gian dịch thì anh cũng thường xuyên xuống đây, và anh rất là mừng là khi cái chùa được hoàn tất. Trong 3 ngày nay anh có xuống đây gặp mấy thầy, mấy thầy của thầy thì mấy thầy ở Việt Nam ra cũng rất là mừng đó. Ở Mỹ mình có được cái ngôi chùa rất là khang trang, tôn nghiêm. Hy vọng là trong những cái dịp mà lễ sắp tới Lan hay là Tết nhất sắp tới, bà con ở vùng mình có cái chỗ rộng rãi đẹp đẽ để tới du xuân. Dạ, cảm ơn anh Tư. Alo chị, hôm nay anh và hai chị đi chùa Tâm Từ thấy vui không? Dạ vui. Hôm nay chùa như thế nào? Dạ chứ là thầy cô đường đứng cái đây đường đứng Tâm Từ rất là đông. Chị có hay đi chùa Tâm Từ không? Dạ chưa. Mọi cái trước mình đi lúc chưa có xây và sau khi xây thấy thế nào? Dạ rất là đẹp hả? Dạ. Em được rất là mừng khi ở như trong đây mình có được ngôi chùa đó, cho mình đến đây. Dạ rất là mừng. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Em chào anh Biên Đoàn, thì hôm nay đến tham dự khánh lễ khánh thành của chùa Tâm Từ anh thế nào? Cái này là một cái chùa rất là lớn trong Santa Clara County và một cái vinh danh của Phật giáo, và cái này sẽ đoàn kết cộng đồng mình nhiều hơn và một cái chỗ mà tất cả mọi người có thể tham gia và có một cái bình yên trong đời này. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn em ạ. Giờ phút linh thiêng để mở màn cho Ngô Đại Hùng Bảo Điện chùa Tâm Từ là lễ cắt băng khánh thành. Lễ cắt băng được bắt đầu. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn. Phương Thúy tường trình từ Morgan Hill trước ống kính SPTN xin kính chào tạm biệt quý vị.